Xin chào, ngày xưa có câu đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm. Ngày xưa đàn ông là người đóng vai trò trụ cột trong nhà để lo những công việc trọng đại cho cả gia đình. Phụ nữ thường ở nhà đóng vai trò nội trợ cơm nước cho chồng con, giữ gìn hạnh phúc gia đình. Và ngày nay khi xã hội ngày càng phát triển, vai trò của người phụ nữ trong xã hội ngày một được coi trọng. Tư tưởng trọng nam khinh nữ đã giảm đi nhiều khi nhiều người phụ nữ đã biết khẳng định bản thân trong công tác xã hội, kinh doanh, là nhân lực chính trong công tác kiếm tiền và vun vén hạnh phúc gia đình. Ở video này chúng ta cùng tìm hiểu và thảo luận với nhau phụ nữ như thế nào là biết giữ lửa gia đình. Người phụ nữ biết giữ lửa cho hôn nhân gia đình là người làm tốt vai trò làm vợ và thiên chức làm mẹ. Vợ chồng như bát nước đầy, thuận vợ thuận chồng tắt biển đông cũng cạn. Hai câu trên ý nói vợ chồng hòa thuận thì làm việc gì cũng xong. Nhưng cuộc sống hôn nhân không phải khi nào cũng mưa thuận gió hòa, cũng là màu hồng. Và sẽ có những lúc như thế này, như thế kia. Chưa nói gì đến vợ chứ hai người xa lạ làm việc với nhau sẽ có mâu thuẫn. Vợ thì về sống chung rồi cũng sẽ có những mâu thuẫn bề nổi và bề chìm. Bề nổi có thể là nấu món ăn chưa hợp thì ta có thể góp ý với nhau để nấu món ăn hợp khẩu vị hơn. Còn bề chìm nếu không giải quyết triệt để thì ngọn lửa âm ỉ ấy ngày một cháy và sẽ cháy bùng lên. Nhân tố tạo nên một gia đình hạnh phúc là người vợ luôn thủy chung son sắt, hiểu rõ chồng mình, luôn đồng cảm động viên chồng về đời sống tinh thần và con đường lập nghiệp. Do đó, người vợ luôn là người đứng sau chia sẻ những tâm sự với chồng, hiểu được công việc chồng đang làm, chủ động sắp xếp được các công việc gia đình để người chồng yên tâm công tác, biết ủng hộ các ước mơ, hoài bão, bảo vệ chồng, sát cánh bên chồng để chồng phấn đấu thành đạt. Đằng sau sự thành công của người chồng luôn có hình bóng của người vợ. Bên cạnh đó, người chồng luôn dành tình thương, sự thấu hiểu và giúp đỡ vợ trong việc nhà, trong quá trình nuôi dạy con cái. Vai trò của người vợ rất quan trọng là người lo lắng cho chồng từ bữa cơm sinh hoạt hàng ngày, cư xử mềm mỏng và có lúc phải cứng rắn để cho chồng thấy được những việc làm chưa đúng, tránh được những cám dỗ thói hư tật xấu ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình. Về thiên chức làm mẹ, với con cái mẹ sẽ là người gần gũi với con nhất. Bằng những tình thương và hơi ấm là chỗ dựa tinh thần và sự chăm sóc dạy dỗ giáo dục nhân phẩm để con trưởng thành. Và mẹ như người cô giáo đầu tiên của con, dạy từng cử chỉ, dạy cách đi đứng, các hành vi đạo đức, ứng xử theo chuẩn mực của xã hội. Hướng dẫn con đi đúng đường, khuyên nhủ con làm theo điều hay lẽ phải, cho con thấy được sự bao dung độ lượng và là tấm gương sáng hàng ngày để con cái noi theo. Người phụ nữ biết giữ lửa hạnh phúc là một trong các nhân lực tạo ra thu nhập chính trong gia đình. Ngoài chồng, thì người phụ nữ là người thứ hai tạo ra nguồn thu nhập chính trong gia đình, cùng chồng chia sẻ trách nhiệm về kinh tế, tổ chức đời sống vật chất cho gia đình. Người phụ nữ trực tiếp tham gia lao động sản xuất tạo ra của cải, nâng cao đời sống cho gia đình và xã hội. Bên cạnh đó, chị em còn là tay hòm chìa khóa cùng chồng quản lý, biết cân đối ngân sách trong nhà để mua sắm, để nuôi dạy con cái, để tích trữ tiền bạc, biết cách tính toán khoa học trong việc bếp núc đảm bảo cơm ngon canh ngọt tháng ngày no đủ. Phụ nữ là người biết chăm sóc sức khỏe, sắp xếp tổ chức chăm lo đời sống tinh thần cho gia đình, giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa gia đình. Ngoài cùng chồng san sẻ trách nhiệm kinh tế thì người vợ ở trong nhà thường là người đảm vị trí nội trợ, công việc trợ búa đến nấu từng bữa cơm gia đình, chăm sóc các thành viên trong gia đình, đảm bảo bữa cơm đầy dinh dưỡng. Ngoài thời gian dành cho công việc thì người vợ còn phải sắp xếp, lau dọn nhà cửa. Một việc làm không dễ dàng hàng ngày, đảm bảo sự sạch sẽ, thoáng mát cho các con có chỗ vui chơi. Không những vậy, khi các thành viên trong nhà ốm đau, thì người phụ nữ là người chăm sóc là chính, lo từng bữa cơm, bữa cháo. Đảm bảo cuộc sống gia đình đầm ấm hạnh phúc, người phụ nữ cần có kế hoạch tổ chức bằng những bữa cơm ngon tạo sự giao tiếp cởi mở thân thiện, chân thành làm cho không khí thân mật ấm cúng, hòa thuận trong gia đình. Trong mỗi nhà thì người phụ nữ là sợi dây liên kết tình cảm các thành viên để giữ gìn hòa khí từ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con cháu. Và trong cuộc sống thường ngày không thể tránh khỏi những mâu thuẫn giữa mẹ chồng, nàng dâu, rồi chuyện vợ chồng. Thì người phụ nữ luôn là người nhẫn nhịn, cư xử đúng mực. Vai trò của người phụ nữ trong việc giữ lửa cho hạnh phúc gia đình thật quan trọng. Giữ gìn nền nếp kính trên nhường dưới, kính lão đắc thọ, giáo dục hướng dẫn con cái theo các chuẩn mực đạo đức, thực hiện những quy tắc ứng xử trong gia đình. Người phụ nữ là nhân tố tích cực trong việc phòng chống bạo lực gia đình,
phòng chống các tệ nạn xã hội từ gia đình. Xuất phát từ trách nhiệm, tình thương yêu, sự hy sinh, sự cảm hóa của người vợ, người mẹ đã giữ gìn cho gia đình yên ấm hạnh phúc. Trên đây là những yếu tố chính về người phụ nữ biết giữ lửa hạnh phúc gia đình. Video đến đây là hết. Các bạn nhớ bình luận, like và chia sẻ. Xin chào và hẹn gặp lại!